Quý vị xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cũng được sự bảo trợ của First Financial Security. Quý vị có những nhu cầu cần đến một chương trình bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ cho gia đình và có thể sử dụng lúc còn sống, lúc bệnh hoạn, khi khẩn cấp và sau này sẽ trở thành một nguồn lương hưu trí trọn đời. Xin liên lạc với chúng tôi là Julie Trần và Tuấn Hoàng qua số điện thoại là 714-331-4982, 714-331-4982. Julie xin được trở lại với phần trình bày của bác sĩ Dương. Trước khi anh Dương vào cái phần quảng cáo đó, mình có nói đến cái vấn đề mà thử máu để mà biết được những để mà chẩn bệnh cho cái bệnh gan của mình. Và trước đó nữa thì cũng có nói là hiện tại bây giờ rất là kém may mắn là mình chưa có thuốc để mà mình chữa cho cái bệnh mà mỡ nhiễm, gan nhiễm mỡ. Thì làm sao? Tới đây cái Julie im luôn, Julie không biết là phải đặt câu hỏi như thế nào để mà mình chữa cái bệnh này. Tại vì nếu mà để lâu quá thì cái mỡ nó càng ngày nó càng dày lên. Và nó càng đi ăn lan qua những cái phần khác của gan và phần khác của cơ thể. Quả thật như vậy, cái gan nhiễm mỡ chưa bây giờ thuốc Tây chưa có hy vọng rằng là trong năm sáu năm trong năm nữa có. Tại cái thuốc ta thì thật ra có thể nó có đóng một cái vai trò nào đó trong cái cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà có được cái sự nghiên cứu đàng hoàng tử tế thì mình có thể mình dùng được. Nhưng mà cho tới bây giờ, ngay giờ phút bây giờ thì chưa có một cái thuốc nào cả Tây lẫn ta có một cái sự nghiên cứu mà được FDA họ công nhận cả. Thì nếu mà không có thuốc chữa thì mình làm cái gì? Đừng ăn nữa. Vâng, thì mà cái đặc tính di truyền của mình không đổi được. Dạ. Chỉ có một cái như này, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà cái quần của mình, cái size của mình nó lớn hơn 33, 34, 35 thì có lẽ cái gan của quý vị nó có thể đang bị nhiễm mỡ. Nhưng mà gặp những người mập thì sao? Gọi là mập một cách là mập thôi, hoặc là họ uống bia nhiều rồi họ có cái vấn đề là thế này. Beer belly là sao? Đi. Thì kính thưa quý vị, cái vấn đề mập cánh tay, mập cái đùi, mập cái mông không nguy hiểm. Mập cái bụng rất là nguy hiểm. Thành ra cái câu hỏi đặt ra là nếu mập cái bụng nguy hiểm thôi thì tôi đi hút mỡ bụng. Dạ. Dạ, hút mỡ bụng có hết được cái gan nhiễm mỡ không? Kính thưa quý vị, nếu mà hút mỡ bụng mà hết được gan nhiễm mỡ thì bác sĩ Dương đi học bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ. Chứ mình sẽ là người đầu tiên để được hút mỡ. Bảo hiểm chắc chắn sẽ trả tiền hút mỡ bụng. Nếu mà hút mỡ bụng hết gan nhiễm mỡ. Yeah. Tiếc thay đó, cái mỡ ở trong cái bụng của mình nó nằm ở giữa cái dưới cái da. Chứ nó không nằm bên trong cái bụng. Thì cái gan nó nằm bên trong cái bụng, cái omentum cái đó, cái chỗ đó, cái phần đó. Cái mỡ nó đi thẳng vào trong tế bào gan. Và nó cứ từ từ nó đẩy cái mỡ, nó đẩy tất cả những cơ quan trong cái tế bào gan, nó đẩy vô một góc. Cái bàn, cái ghế, cái tủ, cái giường nó đẩy vô một góc hết, rồi tất cả còn lại là cái mỡ. Mình có đau gì không thì không đau. Mình có mệt không thì chưa mệt. Sẽ mệt. Thành ra vì vậy nếu mà mình chịu khó, mình làm sao thì làm, miễn sao cái bụng của mình nó từ từ nó xẹp xuống bằng cách tập thể dục, hoặc là bằng cách nhịn bớt ăn làm sao đó, thì cái gan của mình nó từ từ nó hồi phục lại. Nhưng mà cái vấn đề mà bụng nhỏ bụng to nó ảnh hưởng tập thể dục, cái bụng nhỏ thì có. Là mình build cái muscle, mình build cái bắp thịt. Bây giờ cái vấn đề đúng là tại vì khi mà mình tập thể dục đó, có nhiều cách tập thể dục khác nhau, nhưng mà nếu quý vị tập được đó thì nhắm ít nhất là bỏ dùm cho bác sĩ Dương ít nhất là 3-5 phút một ngày thì tập cho cái bụng thôi. Sit up. Nhiều khi mình tập sai nó đau cái lưng thì mình chỉ nằm xuống đất thế, mình để cái chân lên vậy, mình nhấc cái chân lên thì một chút thôi. Để nhấc cái nhấc cái chân lên như vậy thì nhấc cao khoảng mặt đất, cao hơn đúng được, nhấc nó lên thì cái chân mình để cái tay mình nằm thẳng xuống mình cứ nhấc lên vậy. Nhất đến khi mà hai cái chân của mình nó mỏi nó đau á, ngừng lại một phút, một giây thôi, co cái chân lại cho một giây thôi rồi lại tiếp tục làm đến khi mà nhiều khi mà buổi sáng mà tập mình cái đau mình la, còn cái nó chạy xuống hỏi bố bị cái sao vậy. Nhưng mà thực sự mình tập như vậy thì trong vòng khoảng 1 tháng tới 2 tháng tự nhiên mình thấy cái bắp thịt của cái bụng nó cứng hơn, và khi mà như vậy thì khi cái tập thể dục đó nó làm cho mình
conscious hơn về cái vấn đề ăn uống. Mình tránh những ăn cái gì cái nó liên quan tới cái chỉ chất đường không thôi. Carb, cái người Bắc mình hay nói ăn vã đó. Thì thay vì ăn cơm nhiều thì ăn cơm với thịt, thì bây giờ mình ăn thịt với cơm, ăn cá với cơm. Thì cá kho mà không ăn cơm sao có ngon được. Thì mình mặn ăn, chết. Mình ăn nấu thật nhạt. Thật nhạt. Mà thành ra nhiều người lại không ăn gạo trắng, để ăn gạo lứt. Thì gạo lứt nó cũng là gạo trắng thôi, nhưng mà nó có như một số cái chất bột trong đó, nhưng mà nó vẫn có chất đường trong đó. Thành ra gạo Thái Lan cũng vậy, gạo Ấn Độ cũng vậy. Gạo là gạo, nó chỉ có cái độ nặng, độ nhẹ thôi. Nhưng mà thành ra nhiều người cứ nói tôi ăn gạo Ấn Độ thì tôi sẽ hết bị tiểu đường. Thì thực ra cái gạo Ấn Độ nó rất là mềm, rất là nhẹ. Mình ăn ấy không có đủ no. Vâng, thành ra vì vậy mình phải ăn, mình phải đột bằng cái khác vào. Thì ăn rau ăn thêm nhiều hơn. Thì một lần nữa, thay vì ăn cơm với thịt thì mình ăn thịt, ăn vả với cái gì, với rau, rau luộc thì người Bắc mình cũng gọi là ăn hộn. Ăn vả đó. Ăn hộn đấy. Ăn hộn đấy. nhưng mà Julie vẫn chưa có convince, chưa có cái vấn đề bác sĩ Dương nói là tập thể dục như vậy đó. Julie chưa có thuyết phục được Julie cái vấn đề là tập thể dục như vậy thì cái lá gan của mình sẽ giảm bớt mỡ đi. How? Bằng cách nào? Thứ nhất là mình chú ý hơn, mình để ý hơn cái vấn đề ăn uống, thì cái đó là cũng đúng, là một cách rồi. Nhưng mà khi mình tập như vậy đó thì là cái bắp thịt của bụng của mình nó săn lại, đúng không? Thì nó nhiều về sắc đẹp nhiều hơn, nó nhiều về cái thân hình của mình đẹp đẽ hơn, nó ăn nhậu gì tới cái phía trong của mình. Có cái ăn nhậu là như thế này. Vâng, thực sự là như thế này. Là khi mà mình tập thể dục, thứ nhất ấy, thì mình có nhiều cách tập thể dục. Có nhiều người cứ đi cử tạ thì họ không có tập nhiều cái mỡ, cái bắp thịt của cái core muscle. Mà khi mình tập cái bắp thịt của cái bụng, nó có thể nó tiêu cái tất cả những cái mỡ chung quanh cái bụng được dễ dàng hơn. Và cái thứ hai nữa đó là cái lá gan của mình ấy, đây là một cái vấn đề mà gây ra tranh cãi rất là nhiều. Bây giờ muốn xuống ký thì muốn xuống ký có nên ăn sáng hay không nên ăn sáng. Bây giờ quý vị nào đứng ở nhà, nếu ăn sáng thì giơ tay, không ăn sáng thì trái tay phải. Bây giờ muốn xuống ký có nên ăn sáng hay không? Nếu hỏi Julie thì Julie sẽ trả lời là có ăn sáng, nhưng mà ăn ít thôi. Vâng. Ăn vừa đủ thôi. Dạ. Tại vì hồi nãy tôi có nói cái phần là controversial nhất là nhiều, là tại vì là đa số bác sĩ đều tin rằng là khi mà sáng ra mình dậy mình phải ăn, tại vì nguyên một đêm mình không có thức ăn, thì cái có thể là mình phải ăn để cho mình có sức để mình làm việc nguyên một ngày. Thì họ lúc nào cũng khi là buổi sáng thì ăn như là ăn vũ bão, rồi buổi trưa ăn ít, rồi buổi tối không ăn nữa. Đó là những cái lời khuyên, nó cũng đúng là dựa theo những nhiều cái sự mà quan sát khác nhau. Nhưng mà sau này có một số bác sĩ họ khuyên hướng là nói như thế này, là khi mà mình ngủ không ăn uống gì cả thì cái đường nó lấy từ đâu ra để nó nuôi cơ thể chúng ta? Thì cái đường nó lấy từ cái lá gan ra trước, tại gan nó có cái những cái chất nó gọi là glycogen, nó phải đốt cho sạch cái glycogen trong lá gan trước, thì sau đó nó mới bắt đầu nó đốt qua những cái chỗ khác của mỡ. Thật ra họ nghĩ là nếu mà một buổi sáng sau 7 tiếng đồng hồ mình ngủ, cái lá gan nó không còn một cái chất glycogen nào nữa để nuôi cơ thể, thì bây giờ mình không ăn cái gì cả thì nó bắt đầu nó đốt cái chỗ khác. Sau này chúng tôi nói đúng hay sai thì chúng tôi có khi có lại như vậy không. Wow, đúng rồi, mình không bao giờ mình không ai nghĩ tới cái điều đó. Vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi và chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đã bảo trợ chiếc lưới Sài Gòn TV cũng như là bảo trợ cho chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội.